Ok, chào anh em nhá. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách fix cái con Google Pixel 6 bản demo anh em nhé. Đây, đầu tiên thì anh em kích hoạt lên nhá. Đầu tiên máy vừa reset xong thì nó sẽ như này. Anh sẽ bấm vào chọn tiếng Việt này anh em nhá. Tiếng Việt này. Bắt đầu nhá. Bỏ qua nhá, không kết nối mạng anh em nhé, bỏ qua luôn, thiết lập mà không có luôn anh em nhé. Đấy. Tiếp, bỏ qua hết nha anh em nhé, cho nó nhanh. Đây, bỏ qua luôn, buột lên này. Đấy là xong rồi, bước đầu rồi anh em nhé. Tiếp theo thì bây giờ anh em mới kết nối mạng này, bắt wifi vào anh em nhé. Anh ngủ bài 086. Ok này, khi kết nối mạng xong nha thì anh em quay ra này vào phần kết nối mạng xong thì anh em quay ra nhé, và đăng nhập tài khoản Google bình thường vào đây. Anh em đăng nhập tài khoản bình thường anh em nhé. Sau khi đăng nhập thành công thì anh em tải ứng dụng bình thường nhé. Tải rồi, sau khi tải được các ứng dụng này rồi thì đây nó sẽ máy nó cái bản demo thì nó sẽ báo như này anh em nhé. Thiết bị do quản trị viên quản lý này. Cái này thì anh em mà không tắt được đi thì nó cứ 2 tiếng nó sẽ khởi động lại một lần, nó xóa hết dữ liệu đi một lần nha anh em nhé. À, thì anh em vào cài đặt này. Đó. Vào cài đặt nha, vào phần ứng dụng này. Bấm vào xem tất cả ứng dụng này. Bấm vào xuống 3 chấm này nha, hiển thị hệ thống, sau ấn vào phần tìm kiếm này, tìm chữ khung dịch vụ Google anh em nhé. Đây, khung dịch vụ Google này. Thì cái này thì anh em bấm tắt đi nhá, bấm vào tắt đi, tắt ứng dụng này. Rồi quay ra tìm vào tiếp cái dòng dịch vụ của Google Play, bấm chữ dịch là nó ra thôi. Đây, dịch vụ của Google Play này. Cái này thì anh em bấm vào buộc dừng nhé, buộc dừng này. Ok đấy, thì nó sẽ mất cái dòng cái thông báo sẽ khởi động lại rồi, như vậy là dùng ok thôi đấy. Chỉ có thế thôi anh em nhé, khi là anh em reset lại máy thì vẫn phải làm lại những cái thao tác cũ đấy. Còn bây giờ thì là vẫn tải ứng dụng bình thường, vẫn tải ứng dụng bình thường anh em nhé, vẫn dùng tất cả mọi chức năng bình thường, chỉ có như vậy thôi. Ok, chào các anh em nhé.